Kia Morning đời 2008, một chiếc xe bản nhập khẩu số sàn. Vâng các bác, thì bản xe con này là bản SLX, cho nên là nó sẽ được trang bị là la răng đúc 4 bánh này, xi nhan gương đèn gầm, cũng như là gương kính chỉnh điện và có điều hòa tự động và có sấy ghế hai bên các bác nhé. Màu trắng ngọc trinh, xe đẹp và không lỗi lầm. Các bác mà đang có nhu cầu mua xe này thì alo cho em Xuân Hùng. Và em Xuân Hùng đang bán xe tại Lam Trung Lam Sách Hải Dương, có địa chỉ tại Lam Trung Lam Sách Hải Dương và có số điện thoại là 0789 323 799. Các bác có nhu cầu quan tâm đến xe, mua bán xe, alo trực tiếp cho em Xuân Hùng nhé. Vâng ạ, và chiếc Kia Morning đời 2008 34 biển Hải Dương này thì bên em đang chào bán cho các bác với giá là 145 triệu đồng. 145 triệu đồng thôi thì một chiếc xe này nó khá là đẹp và bản SLX điều hòa tự động, cho nên là xe nó chạy khá là chắc chắn nhé. Các bác ấy thì giá trên vẫn có thể bao hồ sơ cho các bác này, rồi vẫn có thể là hỗ trợ về cái việc vận chuyển hoặc là bốt. Nếu như mà các bác mà thực sự có nhu cầu mua chiếc này, đến trực tiếp xem xe tại Lam Sách Hải Dương, em có bớt và có thương lượng về giá cả cho các bác được. Một chiếc xe form dáng nhỏ gọn, máy móc thì máy 1.0 thôi. Tiết kiệm nhiên liệu trong thời điểm mà xăng đắt như thế này thì các bác ạ, tiết kiệm nhiên liệu là điều mà tối ưu. Một chiếc xe mua thì dễ thôi các bác nhé, nhưng mà nuôi nó mới là khó. Với chiếc xe mà tiết kiệm nhiên liệu này thì đi lại nó cũng khá là lành, nó không tiêu tốn đáng bao nhiêu. Ví dụ những chiếc xe mà nó ăn xăng thì chúng ta đi nó rất là khó chịu. Và bây giờ thì em sẽ quay chi tiết về nội thất cho bác này. Đấy, xe này sơn si đẹp nhá. La răng đúc theo xe. Các bác nhìn ạ. La răng đúc theo xe đẹp luôn. Xe bản đủ thì nó có xi nhan trên gương và con này là dòng nhập khẩu. Đăng kiểm đến tháng 3 2022. Đấy, sơn si nội ngoại thất đẹp luôn nhá. Sơn màu trắng, sơn sạch sẽ luôn. La răng đúc lốp láp còn dày, sơn si đẹp, nội ngoại thất ngon. Con này keo chỉ cũng còn khá nhiều các bạn, cái keo chỉ con này khá nhiều luôn. Một chiếc xe màu trắng khá đẹp như thế này nhá, thì có thể là các bác đến xem xe trực tiếp tại Lam Sách để mua chiếc xe này về đi gia đình. Chiếc xe này thì được trang bị là số sàn nhưng mà điều hòa tự động này các bác nhá, điều hòa auto này, cũng như có hai cái nút sấy ghế này các bác nhá. Đây đấy, đây là xe ghế bên phụ, còn đây là xe ghế bên lái các bác nhá. Đấy, dòng bản đủ thì nó có sấy ghế như thế, vô lăng túi khí này các bác ạ. Đấy, gương kính chỉnh điện đầy đủ nhá, trần nó vẫn là trần lỉ nguyên bản theo xe. Một chiếc xe 2008 thôi, 2008 nhập khẩu và bên em đang chào bán là 145 triệu đồng, có bớt có thương lượng cho các bác được. Đấy, với cái dòng xe Morning thì nó đa số là nó sẽ lành và tiết kiệm nhiên liệu hơn tất cả các dòng khác. Dòng này thì được cái là sơn sơn xi đẹp rồi, nội ngoại thất rộng và nó ăn xăng rất là ít luôn các bác nhá. Đặc biệt là đồ thay thế thì nó cũng rất là dễ rẻ, bất kể ở một địa điểm nào, ở một đơn vị nào, một chỗ nào đó thì cũng đều có thể thợ sửa được chiếc xe này và nó đi rất là lành luôn, tiết kiệm nhiên liệu nữa. Đấy, xe form dáng nhỏ gọn. Kia Morning thì nó vẫn là một cái dòng mà khá là ok. Đây em cho các bác xem về cái phần chỗ lốp dự phòng này. Đấy, 2008 nhé, lốp dự phòng còn ngon lành luôn, không sờn nữa, không bị mục mọt. Biển 34 Hải Dương, xe màu trắng nhá. Các bác nào mà yêu màu trắng hoặc là hợp phong thủy thì đây chiếc này là khá ok. Đấy, la răng đúc theo xe này, lốp láp mới nhá. Con này là bản nhập cho nên la răng đúc theo xe, có điều hòa tự động cũng như là gương kính chỉnh điện đầy đủ, không thiếu gì. Đấy, một chiếc xe như thế cho nên là chạy rất là ok và ổn định luôn. Đây ạ, táp ly táp lô, sơn si nội ngoại thất đẹp. Nói chung một chiếc xe 2008 thì cũng không nói gì cao xa được các bạn, cũng mười mấy năm rồi thì nó còn giữ gìn được nguyên vẹn như thế này là cũng đã ok lắm rồi. Thôi thì cái dòng hơn 100 triệu các bác nhé, nếu như chúng ta có tiền thì không nên mua dòng hơn 100 triệu mà mua hẳn cái đời mới đi cho nó an tâm lành nặng. Chỉ vì chúng ta không có tiền cho nên là phải mua cái đồ cũ thôi các bạn. Đấy, thôi chúng ta xác định là mua đồ cũ thì nó sẽ được là cái số tiền cũ thôi. Đấy, 2008 các bác nhá. Máy con này máy 1.0 và bây giờ em sẽ quay lổ máy và quay máy cho các bác. Con này thì máy móc cũng khá là êm, dễ lổ, điều hòa tự động nhé.
Đây, điều hòa auto này. Đấy. Điều hòa auto và mát luôn. Đài thì chỉ có đài đĩa bình thường thôi. Có nhá, chưa có màn hình cam lùi gì cả. Đây, em ra cho bác xem về nội thất và bên máy này. Máy thì nó quá là êm, lỗ thì thầm luôn. Đây các bác này. Đấy, dòng xe nhập nhá. Dòng xe nhập máy lỗ thì thầm cực kỳ là ngon luôn. Và con này chạy thì vút rồi, quá vút rồi. Đây các bác xem nhá, tất cả các răng nhá nó còn đẹp như thế này. Không bị đâm đụng va chạm gì ạ. Có nhà không đâm đụng va chạm luôn. Từ các cái con ốc của cabo rất còn quá ngon này. Cabo không có bị đâm đụng va chạm, không một vết gì luôn. Đây, từ cái tem mác của nhà máy vẫn nguyên này. Vâng, Kia Morning thì nó là cái dòng xe rất là lành. Đi lại thì cực sướng luôn nhé. Máy 1.0 mà được trang bị 4 máy cho nên máy êm. Đây, máy êm và rất là khô ráo nhé. Không bị dầu mỡ gì. Đấy, máy móc đang chạy bình thường đây. Vâng, thưa bác thì chiếc xe Morning 2008 em đã quay chi tiết cho bác trong ngoài cũng như máy cho bác rồi. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán là 145 triệu đồng. Các bác đang có nhu cầu mua thì alo cho em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại.